Bạn đang cần tìm nơi thật uy tín để lấy game bài giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua shopmobaviet.vn của Mobile nha. Chương trình xả kho giá sốc và siêu khuyến mãi đọc thẻ, đặc biệt nhân dịp Halloween thì shop của mình có nhiều sự kiện cực kỳ hot đấy anh em ơi. Trời ơi, đã đẹp trai lại còn 6 múi như này thì anh chị em bà con cô bác chịu sao cho lỗi đầy hả? Ok, xin chào anh em, chúc mừng các bạn, đó là trang phục của John sói ca. Thực sự đúng với cái tên John sói ca, đẹp trai vãi cá trưởng. Mỗi tội hơi cái gì đó mùi xíu đẹp trai thái quá anh em ơi. Đó là trang phục mới của John nha. Còn bây giờ hãy cùng xem mô Việt chơi John theo phong cách rất nhiều tốc đánh. Mình sẽ thử chơi John 200% tốc đánh cho nó rực rỡ anh em ơi. Chứ chưa bao giờ chơi John tốc đánh, bởi vì John không cần nhiều tốc đánh, chỉ cần nhiều câu lý thôi. Đam sẽ to cho bá, vậy lên nhiều tốc đánh có bán được hay không thì hãy cùng xem mô Việt ôm trụ cùng đồng đội nha. Trận đấu này là phải ôm rồi, có cơ hội là ta bắn thôi. Quay lại, đúng rồi, hay trời ơi, thấy cái gì chưa hả? Đừng đùa với Crack nha, kéo rất là chất lượng luôn. Thành ra là mình mới có cơ hội ăn được bản Volcat chứ không con ngựa nó quất cho mình sắp cái mặt luôn nhá. Ôi nha, hình như là ngắm kìa. Thực ra cái kèo đối đầu với Yasu thì John chẳng sợ đâu. Đầu game thì có thể bị ép mất trụ, nhưng mà sau đó thì chắc chắn là Yasu sẽ chẳng làm gì được John. Một sấy thôi, từ xa là Yasu bay màu rồi. Nhưng đó là phong cách build đồ bình thường nha. Còn khi mà mình lên nhiều tốc đánh thì mình sẽ có nhiều sấy hơn, không quá phụ thuộc vào chiêu thức. Mình bắn thường cũng rất là nhiều đam nha, nhưng mà sấy thì nó không đau. Sấy thì không có thể là một sấy, hai sấy mở mạng, 3 sấy, 4 sấy. Như vậy thì không có sao anh em ơi, cũng thử thách một phong cách dị cho John. Mọi người hãy đón các bạn trang phục mới của John nha. Nhiều anh em đặt cái tên rất là thú vị. Anh em có tên gì đặt cho trang phục mới thì nhớ vào comment bên dưới để mô Việt cùng mọi người thông cái não nha anh em ơi. Ngựa vào đây, mình còn chương 2, mình đẩy bạn ra luôn này. Rồi, tiếp theo là Florentino Ui. Múa cũng khá là gáp. Trời ơi, gáp hay thế này thì công việc của mình chỉ là bắn thôi anh em ơi. Đó, bắn thường cũng rất là nhiều đam nha. Bắn thường rất nhiều đam, bắn nội tại vô tận tên cũng nhiều đam. Nhưng mà có lẽ phong cách tốc đánh nhiều thì đánh thường sẽ nhiều đam hơn. Bởi vì mình đánh thường được nhiều mà anh em ơi. Còn nội tại bắn nhiều thành ra là bắn linh tinh. Ôi tôi, ôi ở anh về đây. Trời, xong rồi anh em ơi. Đúng phá cái mắt, thế là bị phát hiện bởi P nhảy thẳng trước cuối vô. Tiếp theo là cái diệt thần cung nha, không có chân giáp thì hơi yếu, nhưng mà diệt thần cung cũng có nhiều tốc đánh anh em ơi. Để hoàn thành trang bị 200% tốc đánh của John thì mình cần nên thêm cái thanh kiếm bắn phần trăm máu nữa. Diệt thần cung và thanh kiếm bắn phần trăm máu anh em ơi, là đủ 200% nha. Tốc đánh như vậy là rất là kinh khủng rồi. Thường thì những con tướng lợi tốc đánh sẽ rất là thích cái phong cách này, ví dụ như là Mordek hay là Võ Hô đều có thể sử dụng phong cách này rất là mạnh. Nhưng John thì mình chưa thấy mạnh đâu, sấy bây giờ vẫn chưa có đam mấy. Tất nhiên rồi, John là cần có đồ mà anh em đều biết có cái câu mà để John full đồ là tội ác của team bạn. Thế là với việc mình mới chết một mạng thôi thì không có gì là bất ngờ cả. Chơi John đầu game lúc nào có tuổi thơ nó cơ cực anh em ơi. Mà chơi John như vậy mới đúng chất tướng nha, mới chuẩn cái bài anh em ơi. Mới chuẩn cái team John tí có đồ bắn cả thế giới nha. Dù cái phong cách đu đồ của mình có dị một tí nhưng vẫn bắn cực kỳ khỏe. Chắc chắn là vậy rồi anh em ơi. Không tin thì tí anh em sẽ thấy nha. Ít ra chưa từng cung với cái kiếm bắn phần trăm máu đã. Cứ bình tĩnh. Ta đi đã anh em ơi. Cái này mình sẽ farm trái máy luôn. Đi xa này, dọn ngay anh em ơi. Những nguồn tài nguyên rất là ngon béo bở, không ăn thì hơi phí. Sau đây mọi người, hôm qua thì khàn quá không nói được, hôm nay vẫn còn khàn nhưng mà đã nói được rồi. Mọi anh em thông cảm cho mô Việt, những ngày nói chung là có công việc bất ngờ này, với cả sức khỏe thì nó cũng hơi bị ảnh hưởng do thời tiết. Hy vọng mọi người có giữ sức khỏe cái thời tiết này nha. Ui, nó sấy vào không khí kìa. Ơi trời ơi, Ngáo rồi. Ui, tốc biến lên sấy nhưng mà sấy không khí. Hình như đạn của mình nó hơi ngắn nhở. Không hiểu kiểu gì đâu anh em ơi. Sấy cô giáo Veda lại sấy không khí. FBD này thích đến bao giờ? Hình như cái kiểu di chuyển cái kia hình như là áp ca rồi. Cứ chạy lên này chạy xuống anh em ơi. Chạy lên chạy xuống là kiểu di chuyển áp ca ấy. Đấy. Đó biết ngay mà áp ca. Trời ơi. Hỏng rồi. Chơi game mà áp ca. Mà lại đúng cái trận đấu mình thử thách cái đu đồ 200% tốc đánh cho do chứ. Thế mới cay anh em ơi. Ok đã có trận cuối cùng nha. Từ từ bình tĩnh ơi mọi người ơi, cứ bình tĩnh thôi. Ui à, một cái tim tôi được cái máu, thứ gì chịu nổi. Ngựa, hay đẩy được ngựa được rồi. Ngựa áp sát hay những con từ áp sát anh em dùng chiêu 2 đẩy ra nha, thì mình sẽ khống chế và gây sát thương rất là nhiều luôn. Cứ bình tĩnh thôi, dẫn Grab đi theo là auto với người bảo kê, kể cả bạn đấy AK. Hiện tại có lẽ thì chúng mình sẽ phải nhường cho team bạn ăn con Sisa này, nhường tài nguyên cho team bạn đánh từ trụ đánh ra, nghĩa là cách chơi cái chiến thuật phòng ngự phản công. Ui đấy, ui đã tham kìa anh em ơi, liều mà không ăn nhiều đó. Nhìn thế thôi mà FK, ui tưởng FK kéo chuẩn, không ngờ là kéo không có tới. Đó cứ đánh như này thôi anh em ơi, cứ đánh như này thôi, từ từ chúng ta đẩy lính lên nha. Hiện tại đi chung đi, đi chung. Từng chạm rất là nhiều luôn. Rồi đáp chạy thẳng đường giữa kìa. Hình như là hết áp cao anh em ơi. Hay. Ngon. Đấy. Tuyệt vời ngoài trời. Nhưng mà vẫn còn cái trà này. Ở tiếp mình đang lợi một người ăn sisa đi. Tanh làm từ sisa được. Có người gọi. Ok bà ơi. Nói chung là đang chơi game mà có người gọi điện thoại là chuyện quá bình thường anh em, như cân đường hộp sữa à? Hai bé, ba bé, trời ơi, bốn bé, năm bé, trời triple kill quát akehu. À ngựa anh em, còn con ngựa nữa, ngựa đâu rồi? Ngựa anh em ơi. 200% tốc đánh nha. Mega Kill luôn. Ui quá là rực rỡ. Thấy chưa? Quá ghê gớm anh em ơi. 200% tốc đánh được ngay Mega Kill từ John. Đang chơi có người gọi. Thế rồi bạn ơi. Còn gọi lộn số thì chịu rồi. Đó ok, và video của mình cũng đến đây là hết rồi. Chân thành cảm ơn em đã dành thời gian quý báu ủng hộ mô Việt từ nãy giờ. Và hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.